bạn hôm nay chúng mình sẽ tổ chức cho bò và bánh và bia. Hôm nay sinh nhật ai? Sinh nhật cơm bà. Ồ, hôm nay bông mẹ tổ chức sinh nhật cho bò à? Vâng ạ. Con bò là mấy tuổi thôi? 2 tuổi. Con bò 2 tuổi à? Vâng ạ. Quà cho con bò đâu? Đây bông cầm. Quà đâu? Đây bông cầm. Bánh ngọt và bia. Vâng ạ. Con bò uống bia không? Có. Con bò này sướng nhỉ? Được tổ chức sinh nhật à? Nào hai em hát bài sinh nhật đặc bò nào. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hoan hô. Thế là bông men đã mang quà và hát happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật con bò à? Chúc mừng sinh nhật con bò. Bây giờ mình cho bò ăn và uống xem là uống không nha. Vâng ạ. Cho bà ăn bánh chưa? Đi ơi. Đã đưa bánh anh men à. Bánh sinh nhật đấy. Chắc nó không tới. Con đưa thần vào. Nơi à? Liếm đã gãy rồi. Bánh này mềm lắm. Xuống đây cho ăn mới dễ này. Bẩn này con, từ đấy quên đấy. Và bánh sinh nhật đây, ăn đi. Anh ăn ngay nhỉ. Nào. Sinh nhật nó mà không ăn thì ai ăn nhỉ? Rồi, cho bò tiếp đi men. Bò, sinh nhật nó mà không ăn nhá bố. Con gần lại, con ngồi gần lại. Đừng sinh nhật nó mà không ăn. Nó bị mắc hơi rồi. Bố cởi ra đi. Sơn, sơn. Ăn cả vỏ luôn đấy. Nó yêu men rồi liếm men à? Về men bóc hết rồi ăn đi men, ăn hết đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Mẹ bò. Bò. Bà ơi. Bà quan. Con vứt vỏ đấy, nó nhìn theo vỏ đấy. Đừng phân phỏ ra mình đấy. Bánh ngọt đấy nhỉ. Yeah. Hết rồi. Hôm nay là sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật con bà. Bạn hư. Chẳng nên mình lấy bia. Rồi. Con mở bia nhé. Ngồi xuống. Từ đã được bốn à. Mọi người là không ngã ngon. Ngồi bên này cũng được. Sang bên này nữa. Chết. Ngã chết. Bây giờ men hãy mở bia để cho bò uống này. Chúc mừng sinh nhật con bò nha. Cầm đi. Con chúc mừng sinh nhật con bò rồi. Nó ăn bánh ngọt xong rồi nó khát nước đấy. Bây giờ sẽ cho bò uống bia. Đủ đấy. Có đủ này mà, đủ này mà. Sao con phải giữ. Ừ. Sao con phải giữ, không có nó uống nó đổ mắt nhá. Sao con để ông đi xem đường ấy, con giữ đi. Để đây. Con vỗ con vào lưng đi. Không chịu đâu. Đây á, lưng đây á. Con lên nhá. Lên thử nhá. Ngã đấy. Bố phải giữ cơ. Đã bò uống bia không? Mẹ gọi đi mẹ. Bò. Uống bia không? Hay là không chịu uống? Đang nịnh cái lon bia này. Ăn được đâu mà lại ăn. Mất đi bố. Nào con gọi đi. Bò. 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 Đó, con giữ đi. Giữ chặt nào, không đổ mắt con, giữ chặt nào.
Ui, bỏ bia này các bạn ơi. Để thuốc tiếp đi, nó đang uống mà. Chúc mừng sinh nhật bò nha. Ui, nó thích mạnh nhỉ. Dựng lên có đủ quá. Gần hết rồi, để như thế này chứ. Hết nha. Rồi còn, đâu nốt đi. Không biết tí bò có bị say không nhỉ? Có bị say xưa không hả mẹ? Biết. Hết nha. Chẳng được. Có này xuống, này xuống, này xuống, này xuống. Bò say xưa rồi. Con pha lầu này như mẹ. Rồi, cầm gốc lên. Vẫn còn. Ừ, chúc mừng sinh nhật bò đi mẹ. Chúc mừng sinh nhật bò. Chúc mừng sinh nhật con bò. Vậy là hôm nay mong mẹ đã tổ chức. Happy birthday nhá. Rồi con hát đi. Alo. Vậy là hôm nay mong mẹ tổ chức nhận cho con bò đúng không? Con bò hôm nay mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Hôm nay con bò vừa tròn 2 tuổi. Thế mong mẹ tổ chức một bữa tiệc linh đình gồm bánh ngọt và bia cho con bò đúng không? Chúc con bò mau ăn xong lớn nha. Bye bye. Chào con bò đi. Bye. Chào các bạn chưa? Xin chào tất cả các bạn hôm nay ở trong video nhé. Bye bye. Hẹn các bạn ở video sau nha. Bye bye. Bye. Đi về thôi. Không. Chào bò nha. Không đi về. Chào con bò. Chào con bò. Không đi về. Hai em gọi bò yêu chơi bò đi. Bò nay nay uống bia xong rồi có say không nhỉ? Có say chưa? Để xem nó có bị say không nhá. Chúng mình vừa đây xem con bò ăn bánh uống bia xong rồi xem con bò có bị say không. Sinh nhật là phải say sưa nhỉ? Đúng không? Say mới khỏe. Say mới khỏe. Hôm nay trời hơi nắng nên ngồi trong cây cho mát nhỉ. Ngoài nắng lắm. Hôm nay con bò ăn 3 cái bánh ngọt mà 1 lon bia nhỉ. Đã 4. Sinh nhật thấy rất tuyệt vời nhỉ. Anh nhìn mẹ đang chẹp đây. Bố bé con lên đây. Sao không ngồi đấy nữa? Không. Chú bé không ngồi nữa. Bẩn thịt thôi. Bố con mò say kìa. Mò say không? Giống người bị say chưa? Tí nữa bò say nó ngủ một giấc hết say đúng không?